Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ nữa là chúng ta tạo ra một cái bảng mới để chứa cái database của login. Vậy thì lúc này tôi sẽ tạm thời đóng phần này lại. Tôi sẽ làm một cái phần phân cách, sau đó tôi sẽ đóng cái phần đó lại để cho các bạn dễ thấy. Ở đây tôi sẽ ghi là ví dụ 1. Và tiếp theo ở trên này tôi sẽ tách nó ra là ghi là ví dụ 2. Về các bạn chỉ cần mở mã nguồn lên, các bạn chạy lại là được. Tôi đóng phần này lại. Bây giờ tôi cũng sẽ tạo ra một cái hàm genvnmb active. Và cái hàm này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái bảng ở trong database trong quá trình kích hoạt một cái login. Khi tương tác với database thì lúc này chúng ta phải có một cái đối tượng nào đó để kết nối được với cái database của hệ thống Word. Mà lúc này chúng ta sẽ gọi đến một cái biến toàn cục, và cái biến này là một cái đối tượng. Đối tượng này giúp chúng ta tương tác với các cái dữ liệu ở trong database của Word. Chúng ta sẽ viết như sau: Google. Và chúng ta gọi đến một cái biến toàn cục, đó là WPDB. Bây giờ chúng ta sẽ in cái biến này ra để xem nó là đối tượng gì. Vậy chúng ta sẽ copy dòng dưới này đưa lên trên. Chúng ta hãy refresh lại phần admin của chúng ta. Các bạn không nhìn thấy nó có tác dụng gì cả. Vậy chúng ta hãy refresh phía ngoài trang chủ. Lúc này tôi nhìn lại, ở trong phần này thì tôi có viết sai. Cái chữ này là chữ B bò chứ không phải B phở. Vậy chúng ta sẽ sửa lại ở phần này một chút. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại phần admin. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã có một cái đối tượng WPDB. Và đây là cái đối tượng để giúp chúng ta tương tác với database. Vậy lúc này nếu tôi muốn lấy ra cái tiền tố của các bạn trong database, tôi cũng sẽ sử dụng cái đối tượng này bằng cách tôi gọi đến một giá trị. Và giá trị này của chúng ta chính là refit. Các bạn đã nhìn thấy GenStudio đã hỗ trợ nhắc những cái thuộc tính ở trong cái đối tượng này cho chúng ta. Chúng ta lưu nó lại và chúng ta refresh. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta lấy ra được cái giá trị đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện điều gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng nằm ở trong database. Vậy chúng ta sẽ đặt tên cái bảng đó là gì? Bây giờ tôi sẽ copy cái dòng lệnh này, đưa vào trong cái hàm active. Và tôi sẽ đặt một cái biến là table name bằng. Lúc này tôi sẽ truy xuất đến cái tiền tố của cái bảng. Sau đó tôi nối với tên cái bảng mà tôi sẽ tạo ra. Vậy thì tên bảng của chúng ta sẽ được đặt là genvn mylutein. Các bạn chú ý rằng khi chúng ta đặt tên bảng thì chúng ta cũng nên có cái tiền tố. Ở các phần trước thì chúng ta sử dụng là genvnmb. Vậy ở đây tôi cũng sẽ đặt là genvnmb. Và tiếp đó là giá trị test. Chúng ta đặt như thế này sẽ không sợ các login khác trùng lên cái tên bảng của chúng ta khi cài đặt vào. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái bảng đó đã tồn tại trong database hay chưa. Vậy để kiểm tra cái bảng có tồn tại trong database hay chưa, chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm để kiểm tra xem cái tên bảng đã tồn tại hay chưa. Lúc này tôi sẽ làm ở phía ngoài trước, sau đó khi hoàn thành tôi sẽ đưa vào trong cái hàm active của chúng ta. Ở đây tôi sẽ sử dụng một cái phương thức của cái đối tượng database Word, đó là WPDB, gọi đến một cái phương thức get, và lúc này chúng ta sẽ là get var. Sau đó tôi sẽ viết một cái câu lệnh SQL show table line và tôi đưa cái tên bảng vào trong. Lúc này tôi sẽ đưa tên bảng vào là table name. Các bạn chú ý là chúng ta phải để nó ở phía trong cái dấu nháy đơn.
Và bây giờ chúng ta sẽ echo cái dòng này ra. Chúng ta hãy refresh lại cái trang admin của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy ở trong này nó xuất hiện, nó không hiển thị cái gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái bảng đã tồn tại. Ví dụ như bảng WP4 option. Chúng ta đưa vào đây. Chúng ta hãy refresh để xem chúng ta được nhận được giá trị gì. Các bạn đã nhìn thấy nó đã hiển thị ra cho chúng ta cái bảng WP option. Vậy là cái hàm get var này và câu lệnh của chúng ta sẽ giúp chúng ta kiểm tra trong database của chúng ta có tồn tại các bạn chúng ta sắp thêm vào hay chưa. Vậy lúc này chúng ta sẽ viết như sau: if nếu giá trị chúng ta đưa vào khác khác với với cái tên tên bảng bảng tôi chúng ta đặt, đặt, có có nghĩa nghĩa là là nó nó chưa chưa tồn tồn tại tại ở ở trong trong database, database, thì thì lúc lúc này này chúng chúng ta ta sẽ sẽ tạo tạo ra ra một một câu câu SQL. SQL. Tôi Tôi sẽ sẽ viết viết như như sau: sau: SQL SQL bằng, bằng, lúc lúc này này chúng chúng ta ta sẽ sẽ sử sử dụng dụng câu câu lệnh lệnh tạo tạo bảng bảng của của MySQL. MySQL. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ đặt đặt tên tên bảng bảng của của nó nó chính chính là là bằng bằng cái cái tên tên table table name name này. này. Vậy Vậy chúng chúng ta ta sẽ sẽ nối nối nó nó ở ở đây. đây. Sau Sau đó đó chúng chúng ta ta mở mở ngoặc. ngoặc. Tiếp Tiếp đó đó chúng chúng ta ta sẽ sẽ xuống xuống hàng hàng để để chúng chúng ta ta viết. viết. Lúc Lúc này này tôi tôi sẽ sẽ tạo tạo ra ra hai hai cái cái cột cột ở ở trong trong bảng bảng này. này. Thứ Thứ nhất, nhất, tôi tôi đặt đặt tên tên nó nó là là MyID. MyID. Vậy Vậy tôi tôi sẽ sẽ viết viết MyID. MyID. Tiếp Tiếp theo theo là là chúng chúng ta ta khai khai báo báo cái cái kiểu kiểu dữ dữ liệu liệu cho cho phần phần này. này. Tôi Tôi sẽ sẽ sử sử dụng dụng là là TinyIn. TinyIn. Phần Phần này này tôi tôi đóng đóng ngoặc ngoặc là là không không đúng. đúng. Vậy Vậy tôi tôi sẽ sẽ bỏ bỏ nó nó ra. ra. Vì Vì lúc lúc này này chúng chúng ta ta sẽ sẽ tạo tạo câu câu SQL SQL là là một một chuỗi, chuỗi, sau sau đó đó chúng chúng ta ta mới mới nhúng nhúng vào vào một một cái cái phương phương thức thức nằm nằm ở ở trong trong query query để để nó nó tạo tạo bảng bảng cho cho chúng chúng ta. ta. Ở Ở đây đây tôi tôi để để giá giá trị trị là là 4. bốn. Phần Phần này này nó nó sẽ sẽ là là duy duy nhất, nhất, vậy vậy chúng chúng ta ta đưa đưa vào. vào. Nếu Nếu các các bạn bạn nào nào không không quen quen viết viết cái cái lệnh lệnh này này thì thì các các bạn bạn có có thể thể sử sử dụng dụng BBMyAdmin BBMyAdmin tạo tạo ra ra một một bảng bảng rồi rồi copy copy cái cái mã mã đưa đưa vào. vào. Tôi Tôi tạo tạo cột cột thứ thứ hai hai tên tên là là my my name. name. Sau Sau đó đó tôi tôi khai khai báo báo cái cái dữ dữ liệu liệu cho cho nó nó là là Bacha Bacha và và có có giá giá trị trị là là 50. 50. Mặc Mặc định định tôi tôi sẽ sẽ cho cho nó nó rỗng. rỗng. Bây Bây giờ giờ có có hai hai cột cột thì thì chúng chúng ta ta khai khai báo báo cái cái cột cột nào nào là là khóa khóa chính. chính. Vậy Vậy chúng chúng ta ta viết viết như như sau. sau. Lúc Lúc này này tôi tôi sẽ sẽ khai khai báo báo MyID MyID là là khóa khóa chính. chính. Tiếp Tiếp đó đó chúng chúng ta ta sẽ sẽ sử sử dụng dụng cái cái kiểu kiểu dữ dữ liệu liệu nào nào cho cho cái cái bảng bảng này. này. Chúng Chúng ta ta cần cần lập lập tra tra xét xét cho cho cái cái bảng bảng này này là là UTF-8. UTF-8. Và Và chúng chúng ta ta sẽ sẽ cho cho nó nó tăng tăng từ từ giá giá trị trị 1. 1. Vì Vì cái cái cột cột MyID MyID tôi tôi đã đã để để giá giá trị trị là là ô ô tô, tô, có có nghĩa nghĩa là là nó nó tăng tăng dần dần lên. lên. Vậy Vậy là là chúng chúng ta ta đã đã có có một một câu câu SQL. SQL. Bây Bây giờ giờ vấn vấn đề đề của của chúng chúng ta ta là là xem xem coi coi cái cái câu câu SQL SQL này này thực thực sự sự có có chạy chạy được được hay hay không. không. Vậy Vậy thì thì cách cách đơn đơn giản giản của của chúng chúng ta ta là là in in nó nó ra. ra. Echo. Echo. Và Và tôi tôi đưa đưa giá giá trị trị SQL SQL xuống. xuống. Chúng Chúng ta ta hãy hãy refresh refresh lại. lại. Thì Thì các các bạn bạn thấy thấy đây đây là là câu câu SQL SQL để để tạo tạo bảng. bảng. Chúng Chúng ta ta hãy hãy copy copy nó. nó. Chúng Chúng ta ta vào vào cái cái database database của của chúng chúng ta. ta. Và Và nhấn nhấn vào vào cái cái tab tab SQL SQL này. này. Sau Sau đó đó chúng chúng ta ta paste paste cái cái phần phần này này vào. vào. Chúng Chúng ta ta bấm bấm go. go. Các Các bạn bạn nhìn nhìn thấy thấy ở ở đây đây nó nó có có báo báo lỗi. lỗi. Có Có vẻ vẻ là là chúng chúng ta ta viết viết sai sai cái cái gì gì đó. đó. Ở Ở đây đây tôi tôi viết viết nhầm. nhầm. Này Này là là UTF-8. UTF-8. Thì Thì chúng chúng ta ta bấm bấm go go để để thử thử lại. lại. Các bạn Các bạn đã đã nhìn nhìn thấy thấy chúng chúng ta ta đã đã tạo tạo được được cái cái bảng bảng mới mới của của chúng chúng ta ta trong trong cái cái database database của của Word. Word. Vậy Vậy là là cái cái câu câu lệnh lệnh của của chúng chúng ta ta đã đã đúng. đúng. Lúc Lúc này này chúng chúng ta ta chỉ chỉ cần cần sửa sửa lại lại cái cái giá giá trị trị ở ở đây đây một một chút. chút. UT UT F8. F8. Vậy Vậy là là chúng chúng ta ta đã đã xây xây dựng dựng xong xong câu câu SQL. SQL. Bây Bây giờ giờ vấn vấn đề đề của của chúng chúng ta ta là là hãy hãy câu câu SQL SQL này. này. Vậy Vậy thì thì để để câu câu SQL SQL này này được được thực thực thi thi thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ gọi gọi đến đến một một số số cái cái phương phương thức thức nằm nằm ở ở trong trong cái cái core core của của Word. Word. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ viết viết rewind. rewind. Và Và lúc lúc này này chúng chúng ta ta cần cần kéo kéo một một cái cái file file vào. vào.
File của chúng ta nằm ở trong thư mục admin. Tiếp đó là trong phần include. Và tiếp đó là update. Chúng ta nhấn vào đây và chúng ta gõ chữ U thì nó sẽ nhảy xuống đến gần chỗ cho chúng ta hơn. Và các bạn nhìn thấy đây là cái file upgrade. Chúng ta chỉ cần kéo cái tập tin này vào. Lúc này chúng ta sẽ copy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái hằng số nữa của Word. A, B, S, Bat. Cái hằng số này là gì? Cái hằng số này là, nếu các bạn để ý thì các bạn thấy là đường dẫn, nói viết tắt của chữ tuyệt đối. Và chúng ta chỉ cần gắn vào cái mục Word Admin Include Upgrade. Bây giờ chúng ta muốn biết cái này nó chạy ở đâu thì chúng ta sẽ copy, chúng ta đưa lên phía trên và chúng ta in nó ra. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Thì các bạn nhìn thấy, khi chúng ta sử dụng cái hằng số này thì lúc này nó lấy cho chúng ta đến cái thư mục Word 4. Và đây là đường dẫn tuyệt đối. Sau đó chúng ta gắn thêm cái đường dẫn đến cái tập tin upgrade. Và lúc này nó là một đường dẫn tuyệt đối. Vì vậy chúng ta sử dụng Rewind One để gọi cái đường dẫn tuyệt đối này vào. Và cái tập tin này thì nó sẽ có những cái hàm nào? Chúng ta nhấn vào thử. Chúng ta bấm phần Outline ở phía bên tay phải các bạn. Các bạn sẽ thấy có rất là nhiều hàm trong này. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm nào để thực hiện cái câu SQL này? Lúc này chúng ta sẽ gọi đến hàm DB Enter. Và chúng ta truyền cái câu SQL này vào. Vậy là lúc này chúng ta sẽ có thể tạo ra một bảng mới trong database. Bây giờ chúng ta sẽ xóa cái bảng mà chúng ta tạo bằng câu lệnh lúc nãy đi. Chúng ta nhấn vào đây và chúng ta chọn để chúng ta xóa. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại và sau đó vào trong database xem cái bảng của chúng ta có được tạo hay chưa. Các bạn không thấy lỗi gì báo cả. Bây giờ chúng ta vào database. Chúng ta nhấn vào Word 4. Các bạn đã thấy cái bảng mới của chúng ta đã được tạo ra. Vậy là cái đoạn mã này của chúng ta đã tạo được một bảng mới trong database. Vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ copy cái phần này, đưa vào trong cái hàm active. Sau đó chúng ta sẽ xóa phần ở phía trên đi để cho nó gọn lại. Bây giờ chúng ta vào database và chúng ta xóa đi cái bảng chúng ta vừa tạo. Tiếp đó chúng ta sẽ vào phần Intone Login. Chúng ta vô hiệu hóa cái login này. Và sau đó chúng ta bấm Active để xem trong database của chúng ta có tạo ra bảng mới hay không. Chúng ta vào lại database. Các bạn đã thấy chúng ta tạo được bảng mới. Vậy là qua ví dụ này các bạn đã thấy chúng ta có thể tạo ra những cái bảng dữ liệu cho login của chúng ta trong database trong quá trình chúng ta kích hoạt một login nào đó.